Làm thế nào để xây dựng thương hiệu cá nhân trong năm 2024? Bạn nên bắt đầu với lại YouTube hay là Facebook hay là TikTok hay là Instagram? Và quan trọng hơn hết là con đường nào để mà bạn có thể dễ kiếm tiền nhất với lại thương hiệu cá nhân mà bạn có. Tại vì điều cuối cùng mà bạn muốn là bạn dành rất là nhiều thời gian ra để làm nội dung để xây một cái kênh và rồi bạn lại không thể kiếm tiền được từ cái kênh mà bạn có. Sau hơn 2 năm làm nội dung thì hiện tại mình đang có 330.000 subscriber trên YouTube đang có 397.000 follower trên TikTok có 190.000 người follow trên Facebook nhưng chỉ có 5.000 người follow trên Instagram thôi Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Tí nữa mình sẽ giải thích so, Trong cái video này á, mình sẽ phân tích cho các bạn bốn cái nền tảng Facebook, Youtube, TikTok và Instagram Sự khác biệt của những cái nền tảng này là gì? Cái nào phù hợp nhất với bạn và làm thế nào để mà bạn có thể đạt được cái thành công trên cái nền tảng đó Nào, những cái gì mà mình chia sẻ ở đây á Mình biết là nó đúng vào thời điểm này nhưng mình không chắc là nó còn đúng được đến bao giờ Cho nên là bạn hãy sớm tận dụng nó trước khi mà cái cuộc chơi này nó lại tiếp tục thay đổi Đầu tiên mình muốn nói cho bạn biết Thật sự là những cái kết quả mà mình vừa mới show với các bạn vừa nãy Mình đã đạt nó được từ gần một năm trước rồi Tức là chỉ sau khi mà mình làm nội dung hơn một năm thôi là mình đã đạt được cái kết quả rồi Lúc đó mình suy nghĩ là Cái game làm content này, tao biết hết rồi Nó chỉ có vậy thôi Giờ mình chỉ cần giữ nguyên cái format đó Mình bum thêm nội dung, mình bum thêm số lượng vô là cái việc kinh doanh mình nó sẽ phát triển cho nên là từ 6 tháng 9 tháng trước là mình đã không còn nắm chính về cái chuyện làm nội dung này nữa mình có tim làm cho mình và kết quả như các bạn có thể tưởng tượng được là nó càng ngày càng đi xuống đi xuống đi xuống thậm chí có lúc nó đi xuống tới âm luôn mình chưa bao giờ bị gọi là âm follower bao giờ các bạn lúc đó mình kiểu như là kiểu quê quê what the fuck wait a second phát triển chậm thì còn có thể gọi là tạm được chứ còn mình cái này là đi lùi rồi It's không thể nào chấp nhận được Rồi right. Cái lúc đó mình kiểu Everybody fuck off I do it myself Mình tự làm hết So trong vòng 6 tháng 9 tháng trước đó Mình không có làm Mình không có đăng Mình không có uh, Quản lý social media của mình Bây giờ mình phải bắt đầu lại Mình phải download những cái app đó về Trước đó mình xóa nó hết trong điện thoại Sau đó mình phải tự download về trên điện thoại của mình tất cả các video mình lên ý tưởng mình quay mình kiểm soát mình tự đăng và vào cái thời điểm mà mình bắt đầu mình download những cái social media app về lại trong điện thoại ấy, mà mình sử dụng nó để mà đăng mình mới bắt đầu nhận ra là wow những cái ứng dụng này những cái platform này nó đã bắt đầu thay đổi từ cái văn hóa của cái nền tảng đó cho đến cái cách mà họ đề xuất nội dung cho đến cái cách mà sử dụng cái nền tảng đó để mà kinh doanh những cái thứ đó nó thay đổi mà lấy ví dụ cho các bạn nếu mà bây giờ bạn vào trong Facebook hoặc là TikTok mà bạn lướt thử thì phần lớn các cái nội dung mà bạn coi được á là nó đến từ những cái trang những cái người mà bạn không hề follow TikTok bạn lướt kiểu như hả mấy chục cái video thì maybe bạn mới thấy được một cái nội dung từ một người nào đó mà bạn đã bấm theo dõi trước đó Facebook cũng vậy giờ bạn bè của bạn đăng bài bạn gần như cũng không thấy được nữa phần lớn những cái nội dung mà bạn thấy là từ những cái trang những cái kênh mà thậm chí là bạn chưa follow bao giờ nơi duy nhất ở thời điểm hiện tại mà cái chuyện mà bạn bấm follow một ai đó nó còn có ý nghĩa đó chính là Instagram các bạn có để ý thấy không khi mà bạn vào trong Instagram á thì nó sẽ cho các bạn coi story coi những cái bài post những cái nội dung từ những cái người nào mà bạn đã bấm follow từ trước bạn coi hết cái đó rồi thì nó mới tới cái phần mà nó recommend cho các bạn những cái nội dung từ những cái người mà bạn không follow. Đó là một cái sự khác biệt lớn. Rồi, right? cho nên là cái chuyện mà follower ở trên TikTok hay là trên Facebook nó không có ý nghĩa nhưng Instagram thì nó lại có. Đó là một cái thay đổi. Mình lấy một cái khác đi cho các bạn. Ví dụ như là TikTok. Nếu mà bạn để ý, bạn còn nhớ lại một năm trước, TikTok ấy, khi mà các bạn coi video, bạn lên trên cái app đó thì tầm năm cái video bạn mới thấy một cái quảng cáo. Còn thời điểm hiện tại bạn bấm vào trong app TikTok Bạn coi tầm 3 cái video ngắn thôi là bạn đã thấy được một cái quảng cáo rồi Và một cái livestream Mà cái livestream á thậm chí nó đến từ những cái người mà bạn chưa thấy bao giờ so, cái chuyện nó có nghĩa là gì? Tức là trên cái nền tảng TikTok Cái việc mà cái video ngắn của các bạn Go viral Cái cơ hội nó càng ngày càng ít hơn Nhưng mà Nếu mà các bạn livestream Thì cái tỷ lệ cái livestream của bạn nó được nhiều người mới biết tới Dẫn đến cái kênh của bạn nó phát triển nhanh hơn Đó là cái cơ hội So trong một khoảng thời gian rất là dài Mình không có những cái app đó trên điện thoại để mà mình sử dụng Nếu mà mình nhận ra những cái thay đổi đó Hoặc cũng có thể là do mình không xài Cho nên lúc mà khi mà mình xài lại Thì mình nhận ra những cái khác biệt đó nó rõ ràng hơn But anyway Mọi thứ nó thay đổi Nó có những cái cơ hội mới xuất hiện Nhưng mà câu hỏi đặt ra là Cái nào là dành cho bạn Nếu mà bây giờ bạn bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân Thì bạn bắt đầu từ đâu bây giờ Nào Dành những bạn nào không biết thì mình có một cái trang web tên là trại creator com Ở đây mình có cái khóa học miễn phí, làm thế nào để mà bạn học cái cách làm content, làm video để xây dựng thương hiệu cá nhân. Mình chia sẻ những cái từ cái tư duy của một người làm content, cách mà các bạn viết script, cách mà các bạn quay, các bạn edit cho tới cái cách mà bạn nhân bản cái nội dung đó. Tất cả mọi thứ đều miễn phí. Nếu bạn quan tâm đến chuyện xây dựng thương hiệu cá nhân, bạn nên check qua thử. Tuy nhiên, cái đó là những cái nó đi vô chi tiết Trước khi mà các bạn coi những cái đó, các bạn đi vào chi tiết, bạn cần phải có cái định hướng trước cho cái thương hiệu cá nhân của bạn đã. Sau đây là ba điều mà mình recommend cho các bạn để bạn có thể xây dựng được một cái thương hiệu cá nhân và kiếm tiền được từ nó. Thứ nhất là xác định là bạn sẽ dùng cái thương hiệu cá nhân này để làm gì, để kinh doanh gì, để bán cái gì. Hoặc đơn giản bạn thấy kêu là tôi chưa biết tôi kinh doanh gì hết, tôi chỉ đơn giản là tôi muốn muốn làm tình tay, muốn nổi tiếng để sau này trở thành influencer để mà quảng cáo. Như vậy cũng được luôn nhưng mà quan trọng là gì quan trọng là xác định một cái để mà bắt đầu tại vì rất là nhiều người người ta cứ chần chờ mãi người ta không làm tại vì tôi tôi không biết tôi làm gì tôi không biết tôi bắt đầu thì đâu rồi right. và nếu đó là bạn đây không phải lần đầu tiên mà bạn có suy nghĩ đó bạn đã phân vân thì rất là lâu rồi rồi right. và bây giờ bạn còn bạn suy nghĩ thêm 3 năm 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 nữa thì cái câu trả lời nó cũng không tự động xuất hiện ra trong đầu bạn so xác định cái điều mà bạn muốn xin hiệu cá nhân của bạn về nếu mà bạn không biết chọn đại một cái để mà bắt đầu rồi khi mà bạn bắt đầu bạn làm bạn sẽ nhận ra nhiều cái mới rồi sau đó bạn thay đổi cũng được tại sao cái chuyện xác định này nó lại quan trọng tại vì bạn sẽ không muốn bỏ rất là nhiều thời gian công sức ra làm nội dung xây kênh rồi sau đó bạn có cái kênh rất là bự nhưng mà bạn lại không kiếm tiền được với nó vậy thì đi làm cho rồi làm content chi cho mệt đúng không và mình gặp rất là nhiều trường hợp vậy rồi rất là nhiều người họ có kênh họ có rất là nhiều view nhưng mà họ không có kiếm được nhiều tiền bạn có follow một chuyện bạn kiếm được tiền hay không từ cái đó là một chuyện khác so ngay từ ban đầu bạn cần phải xác định là bạn muốn kinh doanh cái gì, bạn muốn bán cái gì, bạn muốn kiếm tiền như thế nào để bạn match cái nội dung mà bạn làm nó phù hợp với lại cái định hướng của bạn. Và quan trọng hơn hết là để bạn xác định được là bạn sẽ đổ content, bạn xây kênh ở trên cái nền tảng nào mà nó dễ kiếm tiền cho bạn. Mình lấy ví dụ nếu mà các bạn muốn bán những cái sản phẩm vật lý, bán những cái sản phẩm đồ gia dụng, ly tách chén dĩa, quần áo bàn ghế, làm tiktok. Bạn làm những cái video vui vui có dính tới sản phẩm, dính tới cái những người khách hàng mà bạn muốn nhắm tới. Rồi sau đó bạn livestream để mà bán sản phẩm. Cái livestream đó nó vừa giúp cho các bạn chốt được nhiều sale hơn mà bạn vừa phát triển thêm cho cái kênh của bạn nữa. Trong trường hợp bạn là một người thích nghệ thuật, thích cái đẹp và muốn xây dựng một cái business của bạn nó hơi premium, luxury thì là Instagram. Như mình nói ban nãy, Instagram dù nó khó hơn nhưng mà nó là một cái platform nó cho các bạn một cái lượng view ổn định và nó rất là đề cao cái tính nghệ thuật và chất lượng trong cái nội dung của bạn. Bạn lên trên Instagram mà nó có thấy những cái nội dung thì kiểu như là à, tin tức giật gân bóc phốt này kia đâu. Rồi. Right. Maybe có nhưng mà hiếm. So Instagram nó là một cái văn hóa hoàn toàn khác. Bạn muốn thành công trên cái nền tảng này á, bạn sẽ cần cái nội dung của bạn nó mang tính nghệ thuật một xíu, bạn sẽ cần cái chất lượng của cái video đó là bạn quay video đó cái chất lượng nó cao một xíu và quan trọng hơn hết là hôm bữa mình coi một cái buổi phỏng vấn của ông CEO của Instagram thì ông kêu để cái nội dung của bạn nó dễ viral trên Instagram á bạn sẽ muốn người xem của bạn sau khi mà họ xem xong cái nội dung đó họ gửi đi cho người khác nào nghe nó kiểu như là một cái gì đó nó rất hiển nhiên nhưng mà nó có khác sự khác biệt nha khác với lại như là tiktok là Facebook bạn sẽ muốn sau khi mà người ta coi cái video đó xong rồi right, người ta sẽ comment để mà tăng cái độ tương tác cho cái bài post của bạn khi mà một ai đó họ bấm vào Instagram á, là họ trở thành một cái gọi là coolest version of themselves tức là một cái version nào đó mà cool 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 ngầu 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 so sau người ta trên Instagram người ta sẽ có xu hướng là người ta không comment nhưng mà nếu mà cái nội dung đó nó khá là hay khá là thú vị thì người ta sẽ có xu hướng là người ta send nó đi cho bạn bè của họ và cái đó là cái nó sẽ giúp cho cái nội dung nó viral nếu mà bạn muốn trở thành những cái gì đó cool cool kiểu như fashionista influencer bán những cái sản phẩm hơi premium luxury thì Instagram nó sẽ là lựa chọn của bạn còn nếu mà bạn muốn kinh doanh những cái sản phẩm thiên về dịch vụ Hoặc là những cái sản phẩm như digital như là coaching Hoặc là những cái sản phẩm software Những cái gì đó mà nó mang tính chuyên gia một xíu Thì là YouTube với lại Facebook Người ta có xu hướng là mua những cái sản phẩm đó trên cái hai cái nền tảng này nhiều hơn Là đối với những cái nền tảng khác như là TikTok Mình bắt đầu là TikTok Và TikTok follow của mình là nhiều nhất Nhưng mà số tiền mà mình kinh doanh được từ TikTok Maybe nó chỉ chiếm 5%, phần trăm mới ít hơn Sâu so, hơn là hồi đó mình còn làm youtube mình làm facebook chứ nếu không thì kiểu như là nghèo rồi So dành những bạn nghèo các bạn bán những cái sản phẩm mà nó mang tính phức tạp mang tính chuyên gia một xíu thì facebook với lại youtube youtube đó, nó là best of the best nhưng mà vấn đề là nó là cái khó nhất cho nên là nếu mà để mình bắt đầu lại từ đầu á thì mình sẽ chọn facebook facebook nó dễ hơn nó có reels nó có video ngắn nó có boss để mà các bạn có thể viết bài mình sẽ chọn là tập trung vào Facebook trước rồi khi mà mình bắt đầu mình ổn định cái Facebook rồi thì mình sẽ nhanh chóng duplicate cái dạng nội dung đó và mình đẩy lên trên YouTube So, cơ bản là bạn sẽ muốn xác định là bạn muốn kinh doanh cái gì, bạn muốn bán cái gì rồi bạn lựa chọn cái nền tảng nào phù hợp cho cái công việc kinh doanh của bạn, cho cái cách kiếm tiền của bạn bạn chọn cái nền tảng đó làm chính rồi sau đó bạn nhân cái nội dung của bạn ra những cái nền tảng khác Cái thứ hai quy tắc 80-20 tức là 80% cái kết quả mà bạn đạt được đến từ 20% cái yếu tố mà bạn bỏ vào và cái đem lại 80% kết quả cho cái việc viral của cái video của các bạn á là từ cái chủ đề của video, từ cái ý tưởng, từ cái nội dung mà bạn làm về. Cái đó là cái quan trọng nhất và người ta phải dành phần lớn thời gian cho chuyện đó. Nhưng phần lớn phần lớn mọi người người ta lại làm ngược lại người ta dành 20% thời gian để mà tìm ý tưởng và dành 80% thời gian để mà ngồi edit video người ta ngồi người ta edit video cả tiếng cả tiếng đồng hồ thêm hiệu ứng cắt ghép cắt ghép bla 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 vô người ta dành phần lớn thời gian cho cái mà nó ít quan trọng nhất và người ta tự hỏi là tại sao những cái nội dung người ta sáng tạo ra nó không viral nếu mà hôm nay mình ngồi đây mà mình làm video về chuyện là sự thật về xoài non và semesis mình không có cần phải edit cái video đó một cái nào hết thì nó vẫn sẽ viral Right. rất là nhiều người họ quan tâm nổ cái chủ đề đó thôi là người ta đã người ta đã bấm vô người ta coi rồi còn nếu mà mình làm video về chuyện là đây là cách để mà làm email marketing thì chắc chắn một trăm phần trăm là nó sẽ ít view tại vì sao tại vì bao nhiêu người đang xem video này người ta đã bắt đầu kinh doanh và người ta kinh doanh ở cái level mà người ta quan tâm tới cái chuyện là email marketing để mà quan tâm tới một cái video nói về chủ đề email marketing đúng không thì nếu mà cái chủ đề nó ít người quan tâm thì cả khi mà trong cái video đó mình có múa hoa, múa vượng, mình có vẽ, mình có hiệu ứng bầm 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 gì đi nữa Thì nó vẫn sẽ ít view tại vì không ai họ quan tâm và họ bấm vô họ coi hết But god damn, phần lớn mọi người á, người ta làm nội dung, người ta quay, người ta xuất hiện trên video nó phải đẹp, nó phải chỉnh chu này kia Người ta ngồi, người ta dành hàng tiếng đồng hồ để mà edit cho một cái video một cái video mà phần lớn mọi người thậm chí còn không coi qua nổi ba giây đầu của cái video đó nữa số so trong tim mình có bạn trương Bạn nó hiện tại đang phụ trách mảng content của mình mình kêu là trương anh muốn chứng minh cho mọi người thấy là cái chuyện edit này nó không quan trọng chưa nó kêu là ok để em Bạn nó làm một cái video không edit một cái gì hết và cái video đó đẹp 101 triệu view một cái video quay một take quay từ đầu tới cuối không edit 1, 1 triệu view Tại vì sao? Tại vì cái ý tưởng của video nó hay Nó đã được chứng minh là có nhiều người quan tâm rồi Executed Trên cái ý tưởng đó là nó nó sẽ ra kết quả thôi Tóm lại cái tip dành cho phần lớn mọi người Nếu mà bạn đang làm nội dung Nếu mà mỗi ngày bạn có một tiếng đồng hồ để mà làm nội dung Dùng 45 phút để mà tìm ý tưởng Để mà viết cái câu hút thu hút cho cái chủ đề đó Dùng 10 phút để quay Rồi 10 phút để edit Đó là cái công thức mà nó sẽ giúp cho các bạn dễ go viral nhất Và đừng như nhiều người làm ngược lại Ok và cái điều thứ ba mình cũng chia sẻ với các bạn bạn bắt đầu càng trẻ cái tỷ lệ mà bạn thành công nó càng thấp càng ngày nó sẽ càng có nhiều người khác họ đã bắt đầu rồi và họ vượt qua mặt bạn họ xây dựng được một cái nền tảng trước bạn vì những người khác người ta trẻ hơn người ta bắt đầu người ta sung sức hơn người ta vượt qua bạn cái chuyện mà bạn cứ ngồi bạn không làm Và bạn đi tìm kiến thức kiến thức kiến thức để mà bạn nghĩ là một ngày nào đó khi mà bạn hội tụ đủ kiến thức rồi và bum bạn thành công trong một tuần một tháng Come on, be real, it's impossible, ok? Bạn bắt đầu bây giờ thì một năm nữa, hai năm nữa, năm năm nữa cũng chưa chắc là bạn đạt được cái mà bạn muốn nữa, chưa chắc nữa. Chứ nói gì là bạn chờ tới lâu hơn nữa. Bạn có thể ngồi đây, bạn coi hết cái video này và bạn nghiền ngẫm về, yeah. về yeah, đúng, đúng, cái này kiến thức này hay đó. Nhưng mà nếu mà bạn không áp dụng nó vào thực tế thì kể cả cái khi mà bạn có cái kiến thức đó hay không hay nữa thì bạn vẫn không đạt được cái kết quả mà bạn muốn bạn không có cái thương hiệu mà bạn muốn xây dựng bạn cũng không có cái công việc kinh doanh mà bạn muốn cái nhiều nhất mà bạn có thể dùng nó là bạn ra bạn tán dốc với bạn bè tán dốc với mấy em xong trẻ nha rồi em có thấy không thực tế nó thay đổi tiktok như thế này nè instagram là nó như thế kia nè right. ra ngồi bạn cool ha. mà xong ai về nhà đấy xong không có đứa nào đạt được cái gì hết I'm sick and tired mấy thằng nhóc mà nó hay nói mình là, ờ anh phải làm kinh tế như thế này, anh phải cần làm kinh tế như thế kia, anh phải SEO nó như thế này nè, thì nó mới viral. Rồi cái công việc kinh doanh của em nó có ổn không? Em đang kinh doanh gì á? Uh, em chưa bắt đầu. Em uh, sắp tới em với thằng bạn em uh, sẽ startup. Quá wow, mà, giống nhau hàng xóm nhà mình á. euro error xong chửi. Má, wow, em bắp bề đang ngu như bò. Nó có ngu thì hay không thì một năm nó cũng kiếm mấy trăm tỷ. Còn ông thì ngồi coi nó qua trong tivi và sự thật là rất là nhiều người như vậy So, bạn có thể chọn Bạn có thể chọn bắt đầu Để trở thành một người chơi trong cuộc chơi này Hoặc là bạn chọn làm khán giả Bạn chọn gì cũng được Nhưng mà chỉ có một phe là có thể kiếm được ra tiền It's your choice